Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Khánh Nam Khoa. Hiện thì tôi đang công tác tại bệnh viện Bạch Mai và là giám đốc chuyên môn của phòng khám ngoại khoa và nam khoa Megamed. Thời gian gần đây thì phòng khám Megamed của bác sĩ tiếp nhận rất nhiều những trường hợp bệnh nhân bị đứt dây hãm bao quy đầu, đến trong trường hợp bệnh nhân rất là đau và mất nhiều máu. Vì vậy mà ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ làm video để chia sẻ với nam giới tất cả các vấn đề liên quan đến dây hãm bao quy đầu. Làm thế nào để chúng ta có thể phòng tránh được tình trạng đứt dây hãm cũng như là cách xử lý khi mà bị đứt dây hãm các bạn nhé. Ngắn dây hãm bao quy đầu là gì? Dây hãm bao quy đầu là phần mô có tính đàn hồi nằm ở dưới bao quy đầu và nối liền với dương vật. Nó thì chứa rất nhiều dây thần kinh cảm giác và mạch máu. Phần dây hãm thì có nhiệm vụ là giữ bao quy đầu mỗi khi mà dương vật cương cứng và tạo hưng phấn khi mà nam giới quan hệ tình dục. Ngắn dây hãm là tình trạng khi mà dương vật cương cứng thì dây hãm căng lên, gây đau và khó chịu vùng quy đầu, dẫn đến nhiều hậu quả như là đứt dây hãm này, cong dương vật, rồi tình trạng xuất tinh sớm chẳng hạn. Và ngắn dây hãm bao quy đầu thì có tác hại như thế nào? Người ta thường gọi nếp da này là phanh vì có tác dụng kéo dương vật hơi chúc xuống dưới khi mà dương vật chúng ta cương cứng trong lúc giao hợp. Chính lúc bị kéo căng như thế thì nó sẽ gây cảm giác căng nhẹ sau mỗi động tác dập tăng nhanh, và cảm giác này thì cảnh báo cho nam giới là biết nên giảm dần cường độ, từ đó thì sẽ làm tăng cái khoái cảm phần nào cho nam giới. Tuy nhiên thì nếu dây hãm này quá ngắn thì không những không làm tăng cái khoái cảm mà còn kéo theo những bệnh lý nam khoa như là đứt dây hãm bao quy đầu, đặc biệt là ở những nam giới mà thủ dâm mạnh bạo này, hoặc là quan hệ tình dục ở những lần đầu tiên với bạn tình. Và do dây hãm là nơi tập trung rất nhiều mạch máu và thần kinh nên là sau khi mà đứt dây hãm thì bệnh nhân sẽ có cảm giác là rất đau đớn và chảy rất nhiều máu. Thậm chí một số trường hợp đứt dây hãm mà không được điều trị đúng cách thì có thể dẫn đến tình trạng sơ hóa vùng dây hãm và ảnh hưởng đến hoạt động tình dục về sau của nam giới. Thứ hai là rối loạn chức năng tình dục. Ngắn dây hãm bao quy đầu thì sẽ khiến cho dương vật chúng ta đau tức và cảm giác khó chịu mỗi khi mà cương cứng, khiến cho dương vật không cương cứng tối đa được. Và thậm chí thì có một số trường hợp bác sĩ gặp là không đủ độ cứng để đưa vào âm đạo, và tình trạng này tái diễn nhiều lần thì sẽ làm giảm cái cảm giác, giảm cái ham muốn tình dục của nam giới. Và dây hãm bao quy đầu ngắn thì cũng làm tăng cái cảm giác vùng quy đầu, gây nên tình trạng xuất tinh sớm của nam giới. Thứ ba là gây nên tình trạng cong và ngắn dương vật. Ở những trường hợp mà dây hãm bao quy đầu quá ngắn thì sẽ khiến quy đầu dương vật cúi gập xuống mỗi khi mà cương cứng, gây nên tình trạng cong và ngắn dương vật. Khi đó thì dương vật thì rất khó để có thể đưa vào âm đạo, và ở một số trường hợp thì có thể đưa vào được nhưng mà do cong làm tăng cái ma sát với thành âm đạo, nên là đa số những trường hợp này thì thường gây nên tình trạng xuất tinh sớm, thậm chí thì còn gặp những sự cố phòng the như là đứt dây hãm bao quy đầu chẳng hạn. Thứ tư là ảnh hưởng đến tâm lý. Tình trạng ngắn dây hãm nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời để bệnh tái diễn, tái đi tái lại nhiều lần mỗi khi mà dương vật cương cứng thì sẽ gây nên cảm giác lo lắng rồi chán nản, thậm chí là nhiều trường hợp khác thì sợ tình dục, và một số trường hợp ít bác sĩ còn gặp phải đấy là tình trạng chán ghét tình dục, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nam giới cũng như là hạnh phúc lứa đôi. Và thứ năm là tạo điều kiện gây nên tình trạng viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Ngắn phanh hãm thì có thể khiến cho việc vệ sinh cầu nhỏ của nam giới khó khăn hơn, tạo điều kiện cho sự phát triển của vi khuẩn, gây nên những bệnh lý viêm nhiễm như là viêm bao quy đầu này, rồi viêm quy đầu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt chẳng hạn, hoặc là viêm tinh hoàn, viêm màu tinh hoàn. Và cuối cùng đấy là mất thẩm mỹ, thường gặp đối với những trường hợp mà ngắn dây hãm hoặc là biến chứng gây nên tình trạng đứt dây hãm gây sẹo sơ vùng bao quy đầu. Thế thì dấu hiệu nhận biết tình trạng ngắn dây hãm là gì? Khi mà dương vật chúng ta cương cứng ấy, thì nam giới sẽ có cảm giác nên là căng tức, thậm chí là đau đớn tại vị trí dây hãm. Trường hợp ngắn dây hãm nhiều thì dương vật sẽ bị cúi gập góc xuống dưới, gây ảnh hưởng đến kích thước cũng như là nam giới sẽ rất khó để chúng ta có thể thực hiện quan hệ tình dục. Và dương vật cong ít hay nhiều thì phụ thuộc mức độ ngắn dây hãm của dương vật nhiều hay ít. Trường hợp sơ ngắn dây hãm ở những bệnh nhân mà đã có tiền sử đứt dây hãm nhưng mà không được xử lý đúng cách thì có thể sẽ khiến nam giới không đạt được cái độ cương cứng tối đa. Bởi vì sau khi mà chúng ta bắt đầu cương ấy, thì dây hãm ngắn sẽ gây tình trạng co kéo, và tình trạng co kéo thì sẽ gây cảm giác đau đớn và dương vật thì sẽ nhanh chóng xìu trở lại. Ngoài ra thì ngắn dây hãm ở bao quy đầu thì thường đi kèm với các dị tật khác như là tình trạng hẹp bao quy đầu này, rồi thắt nghẹt bao quy đầu, hay là tình trạng cong dương vật. Và nguyên nhân gây nên tình trạng ngắn dây hãm bao quy đầu thường gặp có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do yếu tố bẩm sinh, là nguyên nhân thường gặp nhất, và bệnh nhân thì xuất hiện từ nhỏ nhưng mà đến khi nam giới trưởng thành, đến độ tuổi dậy thì, hoặc là thậm chí nhiều nam giới khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện quan hệ tình dục thì mới phát hiện ra là tình trạng ngắn dây hãm, hoặc đến khám vì sự cố là đứt dây hãm. Thứ hai là ngắn dây hãm mắc phải, thì đây là trường hợp mà dây hãm bị ngắn do tình trạng viêm nhiễm tái đi tái lại nhiều lần, hoặc là trước đây đã từng bị đứt dây hãm nhưng mà xử lý sai cách dẫn đến tình trạng sơ hóa dây hãm và hạn chế cái sự đàn hồi của dây hãm, gây nên tình trạng đấy là sẹo sơ và ngắn dây hãm mắc phải. Thế thì xử lý như thế nào khi mà chúng ta bị đứt dây hãm bao quy đầu? Thứ nhất là biện pháp xử lý tại nhà. Điều đầu tiên mà nam giới chúng ta cần phải làm đấy là cần phải giữ thật là bình tĩnh và sơ cứu cầm máu ngay tại chỗ bằng cách là dùng một miếng gạc hoặc là vải sạch chẳng hạn áp chặt lên vùng mà tổn thương và lau khô vết thương và những vùng xung quanh khi mà máu đã ngừng chảy. Và sau khi mà đã xử lý vết thương hoặc là thấy máu vẫn chảy liên tục thì nam giới cần nhanh chóng di chuyển đến những cơ sở y tế gần nhất
để được thăm khám và đưa ra những phương án điều trị hiệu quả cũng như là an toàn nhất. Về cách điều trị, mặc dù tình trạng đứt dây hãm thì không quá nghiêm trọng, nhưng mà nếu chúng ta xử lý sai cách thì có thể sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Hiện nay thì hầu hết các cơ sở y tế thì đều áp dụng hai phương pháp điều trị đứt dây hãm. Đấy là ở những trường hợp mà dây hãm có cấu tạo bình thường và đứt do tác động ngoại lực thì bác sĩ sẽ tiến hành nối lại để khắc phục. Thứ hai là phương pháp tạo hình dây hãm bao quy đầu, được áp dụng trong những trường hợp mà nam giới bị đứt dây hãm do cấu tạo của dây hãm ngắn hơn bình thường hoặc là quá mỏng. Một điều mà nam giới cần ghi nhớ đấy là không nên tự ý chữa trị khi mà dây hãm bao quy đầu bị đứt bằng bất cứ cách thức nào, phương pháp nào hoặc là bằng bất cứ loại thuốc nào khi mà chưa có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, để tránh được những tai biến đáng tiếc có thể xảy ra. Lợi ích của việc phẫu thuật tạo hình chỉnh ngắn dây hãm: thứ nhất đấy là tạo hình thẩm mỹ giúp dương vật đẹp hơn. Thứ hai là khiến chúng ta vệ sinh dương vật một cách dễ dàng hơn. Thứ ba đấy là có thể cải thiện chất lượng về chức năng tình dục của nam giới. Thế thì đối với những trường hợp mà bị ngắn dây hãm, tạo hình dây hãm thì góp phần làm kéo dài cái thời gian quan hệ cho nam giới và làm tăng cái cảm giác hưng phấn cũng như là cảm giác tình dục của nam giới lẫn bạn tình, khiến cho bạn tình dễ dàng lên đỉnh hơn cũng như là thỏa mãn hơn. Thứ tư đấy là giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, do dây hãm bao quy đầu ngắn là điều kiện thuận lợi để có thể gây nên tình trạng tích tụ các mầm bệnh. Thứ năm đấy là giảm nguy cơ mắc các bệnh lý viêm nhiễm như là viêm bao quy đầu, viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt chẳng hạn. Tiếp theo đấy là hạn chế được những biến chứng của ngắn dây hãm như là đứt dây hãm này, rồi cong dương vật, và cuối cùng là trả lại chức năng sinh lý bình thường cho nam giới cũng như là duy trì hạnh phúc lứa đôi cho nhiều gia đình. Cách chăm sóc sau phẫu thuật tạo hình dây hãm bao quy đầu: sau khi tạo hình dây hãm thì nam giới cần tuân thủ theo những hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ để vết mổ có thể hồi phục một cách nhanh chóng nhất, tránh được những tình trạng nhiễm trùng vết mổ. Thứ nhất đấy là chúng ta cần phải giữ gìn vệ sinh thật tốt sau phẫu thuật, đặc biệt là những phẫu thuật vùng sinh dục là những vị trí mà môi trường rất dễ nhiễm trùng. Vì vậy cho nên là nam giới cần phải lưu ý đấy là không được để nước hoặc nước tiểu chạm vào vết mổ. Và sau khi đi vệ sinh xong thì chúng ta cần phải dùng bông hoặc là gạc để thấm hết những giọt nước tiểu cuối cùng. Hoặc là lúc tắm chẳng hạn thì chúng ta cần phải bọc lại vết mổ để tránh nước chạm vào vết mổ gây nên tình trạng ẩm ướt và tạo điều kiện cho vi khuẩn nhân lên gây nên tình trạng nhiễm trùng sau mổ. Đặc biệt đấy là không dùng tay để chúng ta mở băng trực tiếp hay là sờ trực tiếp vào vết thương gây nên tình trạng viêm nhiễm. Thứ hai đấy là kiêng quan hệ tình dục và thủ dâm. Nam giới thì cần phải kiêng quan hệ tình dục và thủ dâm cho đến khi mà vết thương lành hoàn toàn. Và thường thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân của chúng tôi thì có thể sinh hoạt tình dục trở lại sau một tuần. Thứ ba đấy là chúng ta cần phải mặc quần thoáng mát. Nam giới nên lựa chọn những cái quần rộng và không nên mặc xịt hoặc là quần bó sát, dễ gây nên tình trạng nhiễm trùng do tạo môi trường ẩm ướt thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Thứ tư đấy là chúng ta cần phải nghỉ ngơi hợp lý. Nam giới thì có thể sinh hoạt như bình thường, tuy nhiên thì cần phải hạn chế những hoạt động mạnh hoặc gắng sức, hoặc là những hoạt động mà va chạm trực tiếp vào vết mổ gây nên tình trạng nhiễm trùng sau mổ. Hoặc là chúng ta cần phải có chế độ sinh hoạt như là hạn chế rượu bia này, rồi thuốc lá và đặc biệt là những chất kích thích để vết thương có thể nhanh hồi phục. Và cuối cùng đấy là chúng ta cần phải tuân thủ theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ về việc điều trị thuốc sau mổ này, rồi tái khám để kiểm tra lại. Ngắn dây hãm bao quy đầu là tình trạng tương đối phổ biến ở nam giới và xử lý bằng phẫu thuật tạo hình dây hãm là tương đối đơn giản. Nếu bạn đang quan tâm đến phẫu thuật tạo hình chỉnh ngắn dây hãm bao quy đầu thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với bác sĩ để nhận được những tư vấn chính xác nhất. Trong kênh của bác sĩ cũng có rất nhiều video về tạo hình dây hãm kết hợp với cắt bao quy đầu, mời các bạn nam giới cùng đón xem nhé.